Trước mặt anh em ở cái phần này thì đã có những cái chú chó nhỏ nhá. Đấy. À, phía sau là một cái chú chó Fox, Fox Terrier. Cái chú chó mà thân hình người màu trắng và đầu màu vàng là Fox Terrier. Còn đây là Shetland Sheepdog. Đấy. Rất là đẹp. À, phần thi của những cái chú chó Fox Terrier nhé. À, giám khảo đang kiểm tra trên bàn. À, chú chó này là của một người Hàn Quốc dẫn đến nhé. À, trước mặt anh em là một cái giống chó rất là đẹp, lực lưỡng này. Anh ơi cho hỏi đây là giống chó gì ạ? Bull Terrier. À, Bull Terrier. Wow. Có cái khuôn mặt rất là lạ nhé. Đúng là giống chó sâu. Đúng là khi mình đến gần là các chú chó không quan tâm lắm. À, chú chó đang tập trung nhìn cái quả bóng. Bull Terrier. A very good condition. Condition okay. Cuộc tranh tài giữa hai chú chó là Bull Terrier và Fox Terrier. À, trong cùng một nhóm chó. À, Bull Terrier đã giành chiến thắng nhé. Hender là người Việt Nam, anh từ Đài Trung, người Sài Gòn nhé. Còn Fox Terrier thì của một người Hàn Quốc. Trước mặt các bạn là giống chó Schnauzer nhé. Một cái giống chó mini nhưng mà được gọi là giống chó làm việc. Với một bộ lông rất là đẹp, đã được cắt tỉa rồi, grooming. Các bạn nhìn thấy cái phần lông mày này và phần trọng râu, phần chân. Đó. Phần tai của chú chó thì cũng đã được phẫu thuật rồi, rất là đẹp. Với cả những cái chú chó này thì giá trị rất là cao các bạn nhé. Các bạn nhìn này, thần thái này, tai rất là đẹp và đứng nguyên trên cái phần bàn sâu. Chú chó này là của một chị nước ngoài dẫn đến, chị người Hàn Quốc. Những chú chó này phải trị giá hàng ngàn đô la. Trên bàn sâu bây giờ là một chú chó mini Schnauzer của một anh bạn người Hàn Quốc mang sang thi đấu tại Việt Nam nhé. Đây là chú chó duy nhất cái dòng này tại Dog Show năm nay. Tại Việt Nam cũng khá ít người nuôi cái dòng chó này. Chú chó rất là đẹp, rất là cầu kỳ, sang chảnh. Nhưng mà đây lại là một cái dòng chó săn, dòng chó săn nhỏ nhé. Với ở bộ tai đã được cắt nhọn này, một cái chòm râu và cái bộ chân vẫn còn để nguyên lông. Chăm sóc những cái bộ lông của những chú chó này thì thực sự là rất là cầu kỳ. Thực sự là rất là có điều kiện này và yêu chó thì mới nuôi được những dòng chó như này. Trước mặt anh em là hai cái chú chó rất là đẹp.
giống chó mini collie hoặc là có thể gọi là Shetland Sheepdog, rất là đẹp này. Những cái chú chó đi sâu này thì rất là thân thiện, hiền lành và đã được chủ huấn luyện rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy hai chú chó đứng rất là ngoan trên bàn. Đây cũng là được gọi là một cái giống chó chăn cừu làm việc nhé, nhưng mà giống chó rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Phần thi đấu của những cái chú chó chăn cừu loại nhỏ là Shetland Sheepdog nhé. Cũng có thể nhiều người gọi là mini collie. Những chú chó rất là đẹp. Phần thi này gồm có hai chú chó đều là của nước ngoài, đều của Hàn Quốc. Một chú chó là màu lông trắng vàng và một chú chó là màu xám da đen, rất là đẹp, hai chú chó rất là đẹp. Chú chó màu xám về nhì và chú chó màu vàng là về thứ nhất nhé. Đây là những cô chó đến từ đất nước Thái Lan nhé, luôn luôn là được chăm chút rất là kỹ lưỡng. Bao giờ cũng có một cái tôm đi cùng. Giống chó này được mệnh danh là những cái sát thủ của dog show. Khi mà những chú chó này tranh giải thì hầu hết là những cái giải thưởng cao nhất là các chú chó này đều ăn được. Trước mặt anh em là một chú chó cảnh của đội Hàn Quốc. Giống chó này nhìn thì có vẻ giống poodle nhưng mà không phải đâu. Cái tên cũng khá là khó đọc thì có lẽ là mình sẽ hỏi và mình sẽ chèn ở phía dưới cho anh em được biết nhé. Đó. Rất là trong cái show này có rất nhiều những anh em bạn Hàn Quốc là mang chó sang. Việt Nam, Hàn Quốc là bây giờ mọi người rất là quan tâm. Trước mặt anh em là một chú chó English Bulldog nhé, hay còn gọi là Bull Anh. Nhìn cái tư thế của handler chuyên nghiệp nhé, thì người ta rất là quan tâm đến chú chó, tôn trọng giám khảo. Đây là những cái điểm mà cũng được cộng điểm cho chú chó nhé. Giống chó này ở Việt Nam nuôi khá là ít, nhất là ở Hà Nội. Vì đây là một cái giống chó bun và mũi ngắn. Nói chung là không thích hợp ở cái điều kiện mà nóng ẩm như ở Hà Nội. Dễ ít người nuôi. Đó, phần thi này chỉ có một chú bulldog tham gia thôi. Giám khảo yêu cầu là phải chạy ngang sân. Rất nhiều bạn ở trên kênh Nhâm Tuất TV là muốn xem video về dòng chó này. Thì hôm nay mình quay trực tiếp tại sân thi đấu chuyên nghiệp. Thật sự là rất là ít người nuôi dòng chó này và càng ít những cái chú chó đẹp hơn nên là kênh mình chưa thể quay được. Đây là một chú bulldog duy nhất ở trong dog show năm nay nhé. Của một bạn ở Sài Gòn mang ra.